Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Bình Dương công bố đường dây nóng tránh F0 tự bơi, xử lý như thế nào và né tránh trách nhiệm. Tay vợt giàu nhất châu Á đau đầu với bài toán thừa kế. Na Uy nghi bùng phát ổ dịch Omicron sau bữa tiệc Giáng sinh. Mỹ nêu chiến lược đối phó với Omicron. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, Bình Dương công bố đường dây nóng tránh các F0, tự bơi sẽ xử lý như thế nào né tránh. Người dân ở một số địa phương xã phản ánh việc tự xét nghiệm, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 nhưng khó tiếp cận y tế để được theo dõi. Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã công khai số điện thoại lãnh đạo, nhân viên y tế phường, y tế lưu động. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết sẽ chấn chỉnh xử lý nghiêm đối với các đơn vị, địa phương nếu phát hiện có hành vi né tránh các nhiệm vụ để tránh F0 tự bơi. Ngày 3 tháng 12, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin những ngày gần đây có số ca mắc COVID-19 ghi nhận mới có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững. Tuy nhiên, các cơ sở y tế lại có lượng bệnh nhân thu dung điều trị ở mức cao. Đơn cử ngày 2 tháng 12, tỉnh Bình Dương chỉ ghi nhận 414 ca mắc COVID-19, giảm 228 ca so với hôm trước. Tuy nhiên, trong ngày, hệ thống điều trị ghi nhận 1.275 bệnh nhân COVID-19 mới. Bình Dương hiện đang điều trị cho 12.390 bệnh nhân, số bệnh nhân nặng nguy kịch cần thở oxy là 163 bệnh nhân, trong đó có 61 bệnh nhân thở máy không xâm lấn, 33 bệnh nhân thở oxy dòng cao, 69 bệnh nhân thở oxy qua mắc và oxy mũi. Tính từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 283.287 ca mắc COVID-19, 278.277 bệnh nhân khỏi bệnh và 2.760 ca tử vong. Bình Dương thay đổi chiến lược chống dịch từ không có COVID-19 sang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và hiện đã trở lại về trạng thái bình thường mới, những tín hiệu khả quan. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 ghi nhận từ 400 đến hơn 600 ca mỗi ngày, hầu hết không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Ngoài trạm y tế cố định, Bình Dương đã lập 162 trạm y tế lưu động nhằm giúp cho người dân, công nhân lao động sớm tiếp cận y tế khi cần thiết. Tuy nhiên, thời gian qua, một số phường, xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương, người dân phản ánh khi họ tự xét nghiệm ra kết quả dương tính đang gặp khó khăn để tiếp tục tiếp cận y tế cơ sở, y tế một số xã phường, mặc dù tiếp nhận phản ánh của người dân nhưng chỉ hướng dẫn qua điện thoại với cách ly, không đưa ra các biện pháp ngăn chặn hoặc phát thuốc điều trị gây tâm lý bất an. Về việc này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Trương, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tích cực theo dõi, hướng dẫn và điều trị hiệu quả F0 đang cách ly tại nhà. Liên quan đến việc theo dõi F0, cách ly điều trị tại nhà, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết sẽ chấn chỉnh và xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương có hành vi né tránh trách nhiệm. Y tế cơ sở có nhiệm vụ theo dõi sát sao, hướng dẫn cấp phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà đầy đủ và kịp thời. Tài phiệt giàu nhất châu Á đau đầu với bài toán thừa kế. Trong nhiều năm, ông Mukesh Ambani đã nghiên cứu cách các tỷ phú thế giới truyền lại tài sản mà họ xây dựng cho thế hệ tiếp theo. Gần đây trong quá trình này đang gây chú ý khi người đàn ông giàu có nhất châu Á đang chuẩn bị đưa ra kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo nhằm tránh một cuộc chiến thừa kế từng gây xung đột trong bao gia đình giàu có. Những người nắm tình hình cho biết lên kế hoạch nhà tài phiệt 64 tuổi định thực hiện tương tự như kiểu gia đình Walton của tập đoàn Walmart ở Mỹ và sẽ tạo ra khuôn khổ cho một trong những cuộc chuyển nhượng tài sản lớn nhất trong giai đoạn đầu gần đây. Ông Ambani đang tính chuyển cổ phần của gia đình vào một cấu trúc giống như quỹ tín để thác kiểm soát tập đoàn Reliance Industries. Ông Ambani cùng vợ là Nisa và ba con sẽ có cổ phần trong tổ chức để giám sát Reliance và có nhân trong ban giám đốc cùng với các cố vấn lâu năm của công ty. Tuy nhiên, việc quản lý sẽ chủ yếu được giao cho người ngoài để điều hành hoạt động thường ngày của tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất ở Ấn Độ. Hoạt động trong các lĩnh vực lọc dầu, hóa dầu, viễn thông, thương mại điện tử và năng lượng xanh, không chỉ riêng Ambani phải đau đầu với việc chuyển nhượng tài sản. Một số thế hệ tài phiệt cao tuổi trên khắp châu Á đang phải xử lý vấn đề này. Hưởng lợi từ giai đoạn phát triển bùng nổ thời hậu Thế chiến thứ hai, những người xây dựng các đế chế công nghiệp đã kiếm về khối tài sản khổng lồ chưa từng có, gần 1,3 nghìn tỷ USD dự kiến sẽ chuyển nhượng giao cho thế hệ những người sáng lập, thế hệ đầu cho người thừa kế của họ trong thập kỷ tới. Theo số liệu của Credit Suisse, trong số hơn 1.000 tập đoàn gia đình được niêm yết trên toàn cầu, mà Credit Suisse theo dõi, các gia tộc ở châu Á chiếm ưu thế, với giá trị thị trường kết hợp lại lên đến khoảng 5,8 nghìn tỷ USD. Tổng tài sản của các đế chế gia đình ở Ấn Độ trị giá 1,5 nghìn tỷ USD, được hình thành trong quá trình mở cửa nền kinh tế trong 10 năm qua. Các vị tỷ phú giàu nhất châu Á xử lý vấn đề, thừa kế có thể truyền cảm hứng cho những người khai thác ở khu vực suy nghĩ kỹ về cách chuyển giao quyền lực tài sản mà của họ. Gia đình Ambani giàu nhất ở châu Á nên mọi người chắc chắn sẽ nhìn vào họ.
Winnie Quan Peng, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Doanh nghiệp Gia đình Châu Á thuộc Đại học Khu công nghiệp Hồng Kông, Trung Quốc, nói với tài sản ròng 94 tỷ USD, ông Banani vẫn đang cân nhắc các lựa chọn và chưa ra quyết định cuối cùng. Những người đang nắm được tình hình cho biết. Na Uy bùng phát ổ dịch Omicron sau bữa tiệc Giáng sinh. Ít nhất 60 người ở Na Uy đã mắc COVID-19. Sau khi dự tiệc Giáng sinh của một người vừa về trở về từ Nam Phi, các chuyên gia lo ngại những người này có thể đã nhiễm biến thể Omicron. Nếu mối lo ngại này được xác nhận, đây sẽ là ổ dịch Omicron trong cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay theo Reuters. Trước đó, khoảng 120 nhân viên của công ty năng lượng Scatec đã tụ tập để tổ chức tiệc Giáng sinh tại một quán ăn ở thủ đô Oslo, Na Uy. Ngày 26 tháng 11, các nhân viên được cho là đã tổ chức tiệc tùng trong phòng kín, sau đó giao lưu với các thực khách trong quán ăn. Một trong những hành khách của bữa tiệc vừa trở về từ Nam Phi, điểm nóng của biến thể siêu đột biến Omicron. Ít ai ngờ rằng bữa tiệc Giáng sinh này sẽ trở thành sự kiện siêu lây nhiễm, khiến ít nhất 60 người mắc COVID-19. Hầu hết những người này đều là nhân viên Scatec. Một trong những số người khác không liên quan đến công ty này cũng bị nhiễm bệnh. Hiện chưa rõ số ca F0 của ổ dịch này có phải vị khách từ Nam Phi hay không. Jerome Taro, người đứng đầu nhóm truy vết COVID-19 ở Tây Oloso cho biết, chúng tôi chưa xác nhận nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron là nguyên nhân gây nên ổ dịch này. Theo ông Taro, ít nhất 41 người trong số các ca F0 là cư dân của Oslo. Họ được cho là yêu cầu cách ly trong 7 ngày, những người tiếp xúc gần cũng phải cách ly trong vòng 10 ngày nếu họ xuất hiện các triệu chứng. Một chuyên gia y tế quận Frosinone, Oslo cho biết khả năng các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron. Bà cho biết nếu mẫu bệnh phẩm này từ các F0 đang được giải trình tự gen để xác định chính xác. Tính đến ngày 1 tháng 12, ít nhất 60 ca nhiễm Omicron đã được phát hiện ở hàng chục các quốc gia châu Âu. Cơ quan Y tế Liên minh châu Âu EU từ ngày 2 tháng 12 cảnh báo chủng đột biến mới có thể sẽ nhiễm một nửa số ca COVID-19 ở khu vực này trong vài tháng tới. Mỹ nêu chiến lược ứng phó đối với COVID-19, biến chủng mới Omicron. Ngày 2 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu ra các chiến lược đối phó với COVID-19 khi biến chủng Omicron dự kiến sẽ lây lan khắp toàn cầu trong mùa đông năm nay. Chiến lược được đề ra sau vài giờ khi Mỹ xác định những ca đầu tiên nhiễm biến chủng mới. Khi các chính quyền khắp nơi trên thế giới đang chạy đua đối phó với chủng mới Omicron, Tổng thống Biden nhắc nhở rằng chưa có gì chắc chắn để khẳng định số ca mắc sẽ tăng trong mùa đông này. Chúng ta sẽ đối phó với biến chủng này bằng khoa học và tốc độ, không phải để sự hỗn loạn và hoang mang, ông Biden nói tại Viện Y tế Quốc gia ở bang Maryland. New York đã có 5 ca nhiễm Omicron, trở thành bang thứ 24 ở Mỹ phát hiện sự có mặt của biến chủng này và nâng tổng số ca nhiễm biến chủng mới ở Mỹ lên 8 ca. Thống đốc New York, Kathy Hochul, nói tại một cuộc họp báo rằng một số ca mắc là người phụ nữ 67 tuổi trên đảo dài có những triệu chứng nhẹ. Bệnh nhân là người trở về từ Nam Phi. Người phụ nữ này đã tiêm vaccine nhưng vẫn chưa biết đã tiêm mấy mũi. Thông tin về 4 công nhân New York đã được tiêm nhưng bệnh nhân xác định đầy đủ, bà Hochul cho biết. Các bang khác đã phát hiện người nhiễm Omicron là bang California, Colorado và Minnesota. Mỗi bang có một người. Tại ba bang này, các bệnh nhân đã tiêm đủ 2 mũi và chỉ có triệu chứng nhẹ. Vẫn còn nhiều điều chưa biết về Omicron, biến thể đã được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi từ tháng trước và đến nay đã lây lan ra ít nhất 20 quốc gia, trong khi nhiều nước châu Âu đang căng mình đối phó với làn sóng lây nhiễm do biến chủng Delta gây ra. Theo kế hoạch của ông Biden, Mỹ sẽ yêu cầu hành khách quốc tế phải xét nghiệm COVID-19 trong vòng một ngày trước khi đi, bất kể đã tiêm vaccine hay chưa, quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên máy bay, tàu và phương tiện giao thông công cộng được kéo dài đến ngày 18 tháng 3. Chính phủ Mỹ sẽ yêu cầu các hãng bảo hiểm tư nhân bồi hoàn 100% phí xét nghiệm cho 150 triệu hành khách và cung cấp 50 triệu xét nghiệm miễn phí thông qua các cơ sở y tế ở nông thôn cho những người không có bảo hiểm. Chưa đến 60% dân số Mỹ, tương đương 196 triệu người, đã được tiêm đầy đủ. Đây là tỷ lệ thuộc hàng thấp nhất trong số các nước phát triển. Cơ quan Y tế Công cộng của Liên minh châu Âu nói rằng Omicron có thể gây ra hơn một nửa số tổng số ca nhiễm mắc COVID-19 ở châu Âu trong vòng mấy tháng nữa. Một nhóm y tế, Tổ chức Y tế Nam Phi hôm qua nói rằng phát hiện mới cho thấy của họ, Omicron gây nguy cơ tái mắc cao gấp 3 lần so với biến chủng Delta và Beta.